quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, xung đột gia tăng giữa Israel với Hezbollah tại Liban hiện nay là đỉnh điểm của căng thẳng ở Trung Đông, có thể khiến giao tranh lan rộng dù người Ả Rập, Do Thái và thế giới đang muốn tránh. Xung đột giữa Israel với Hezbollah bắt nguồn từ cuộc giao tranh ngày 7 tháng 10 năm 2023 giữa Hamas và Israel. Hezbollah, lực lượng Houthi ở Yemen và nhiều phong trào kháng chiến của người Ả Rập đều là đồng minh của Hamas. Họ thề rằng, chừng nào Israel còn tiếp tục tấn công vào dải Gaza, còn sát hại người Palestine, đến nay đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng, thì họ sẽ tiếp tục chia lửa với Hamas. Có những lý do khiến Israel chuyển trọng tâm tấn công từ dải Gaza sang phía biên giới với Liban. Hezbollah bất kỳ lúc nào cũng có thể đe dọa an ninh của Israel ở biên giới phía Bắc, tức phía Nam của Liban. Hezbollah là lực lượng rất mạnh, được coi là nhà nước trong nhà nước, mạnh hơn cả quân đội Liban. Hezbollah được Iran, đối thủ không đội trời chung của Israel, bảo trợ. Chống Hezbollah, tức là chống Iran, chống ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông. Tình hình hiện nay có thể lôi kéo không chỉ một hoặc hai, mà nhiều phong trào kháng chiến chia lửa với Hezbollah, chia lửa với Hamas và với Houthi để chống Israel, khiến xung đột bùng lên thành cuộc giao tranh tổng lực mà cả một số nước Ả Rập, Iran và các nước phương Tây thân Israel có thể bị kéo vào. Iran không bao giờ công khai thừa nhận chuyện ủng hộ hay cung cấp vũ khí, tiền bạc cho các phong trào chống Israel ở Trung Đông, nhưng thực tế là có. Trước cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran, quan hệ giữa Israel và Iran như môi với răng, nhưng sau đó tất cả thay đổi, trở thành đối thủ không đội trời chung. Iran muốn hất Israel xuống Địa Trung Hải, còn Israel coi các chế độ ở Iran từ năm 1979 đến nay tàn ác hơn Hitler. Tóm lại, hai nước không thể dung hòa, bất kể lãnh đạo là ai. Mối thù đó đã ngấm vào máu của người Do Thái và người Ba Tư Iran. Việc Iran có tổng thống mới là người ôn hòa cũng khó có thể làm dịu mối quan hệ giữa hai đối thủ. Mỹ là đồng minh số 1 của Israel, nhưng càng lúc ảnh hưởng của Mỹ với Israel càng yếu đi, dù Mỹ vẫn tài trợ cho Israel, thậm chí nhiều hơn xưa. Có hai đảng thay nhau cầm quyền ở Washington, mỗi đảng có cách nhìn khác về cuộc xung đột, về Trung Đông và đồng minh Israel. Đảng Dân Chủ cầm quyền hiện nay không có quan hệ tốt với Israel như Đảng Cộng Hòa, đặc biệt dưới thời chính quyền ông Donald Trump. Ngay sau khi Hamas đột kích Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để yêu cầu Israel không đưa quân sang dải Gaza hoặc nếu đưa quân sang phải nhanh chóng rút về. Nhưng ông Netanyahu rõ ràng không nghe. Đến khi Israel sắp tấn công miền nam dải Gaza, Mỹ cố ngăn chặn Israel bằng được nhưng cũng không có tác dụng. Trên thực tế, Israel, đặc biệt là Thủ tướng Netanyahu, có vẻ chỉ coi Washington là nơi họ mặc cả, gây sức ép và kiếm trác. Vai trò của Mỹ ở Trung Đông nói chung và Israel nói riêng đã giảm trong mấy thập kỷ qua. Từ nay đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, Washington khó có thể làm gì nhiều để ngăn chặn xung đột ở Trung Đông. Chừng nào Mỹ không quan tâm đến lợi ích của người Palestine, không muốn người Palestine có tổ quốc riêng của họ, mọi nỗ lực của Mỹ mà họ nói rằng để ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông sẽ không thành công. Theo Time of Israel, trong ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo Hezbollah đã phóng khoảng 300 quả tên lửa vào các khu vực miền Bắc Israel. Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho biết, phần lớn số tên lửa của đối thủ đã bị đánh chặn hoặc rơi xuống các khu vực không có người. Chúng tôi sẽ tiếp tục vô hiệu hóa khả năng tác chiến của Hezbollah nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng theo ông Hagari, IDF đã phá hủy khoảng 400 bệ phóng tên lửa, 70 kho đạn và vào 80 kho chứa UAV của Hezbollah trong vòng 48 giờ qua. Về phía Hezbollah, lực lượng này xác nhận một chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng vì đòn không kích của Israel tại Beirut vào rạng sáng ngày 24 tháng 9. Nhân vật đã thiệt mạng là Ibrahim Kubaisi, chỉ huy phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah. Cùng ngày, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabi đã kêu gọi Washington nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng đang có dấu hiệu lan rộng. Ông Habi nói, động thái của Mỹ là chìa khóa để cứu rỗi người dân Liban. Mỹ là quốc gia duy nhất có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông. Theo báo cáo của Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 23 tháng 9 đã làm ít nhất 569 người Liban thiệt mạng và 1.835 người khác bị thương. Phía Liban cho biết, phần lớn nạn nhân trong các cuộc không kích của Israel là thường dân. Điều này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Israel rằng họ chỉ nhắm vào các chiến binh Hezbollah. Trước đó vào tối ngày 23 tháng 9, quân đội Israel cho biết,
các cuộc không kích ở Liban đã nhắm trúng hơn 1.300 mục tiêu của phong trào Hezbollah trong 24 giờ qua. Thông tin trên do người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết trong một cuộc họp báo. Theo hãng tin AFP, một tuyên bố trước đó của quân đội Israel nêu rõ, các mục tiêu bao gồm các tòa nhà, phương tiện và cơ sở hạ tầng, nơi đặt tên lửa, đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái gây đe dọa. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, trong ngày hôm nay, chúng tôi đã vô hiệu hóa hàng chục nghìn tên lửa và đạn dược chính xác. Đây là tuần lễ khó khăn nhất đối với Hezbollah kể từ khi thành lập. Kết quả đã nói lên tất cả. Hãng tin AP cập nhật thống kê tạm thời của Bộ Y tế Liban cho biết, các cuộc tấn công của IDF vào miền nam Liban ngày 23 tháng 9 đã khiến ít nhất 492 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương. Đây là số người thiệt mạng hàng ngày cao nhất trong gần một năm xảy ra xung đột xuyên biên giới. Phát biểu trong cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội tại tổng hành dinh IDF ở Tel Aviv sau vụ không kích lớn nhất trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quốc gia này sẽ thay đổi cán cân quân sự tại khu vực biên giới phía Bắc. Ông Netanyahu nhấn mạnh, tôi muốn làm rõ chính sách của Israel. Chúng tôi không chờ đợi bị tấn công, chúng tôi dự đoán nó. Những kẻ tìm cách hại chúng tôi sẽ khiến họ thiệt hại lớn hơn. Tôi cam kết chúng tôi sẽ thay đổi cán cân an ninh, cán cân quân sự tại phía Bắc. Giao tranh biên giới giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban đã kéo dài gần một năm, ngay sau khi nổ ra cuộc chiến tại giải Gaza vào tháng 10 năm 2023. Cũng trong ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Liban Najib Makati đã lên án kế hoạch hủy diệt của Israel, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng và các nước có ảnh hưởng ngăn chặn hành động này của Israel. Israel liên tục không kích vào Liban nhằm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực, trong khi đó Nga và Mỹ kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Theo tờ Time of Israel, trong ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel đã thực hiện 3 đợt không kích trên diện rộng tại Liban, bao gồm một cuộc tập kích tại thủ đô Beirut nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah. Các quan chức của Tel Aviv tiết lộ, mục tiêu của việc không kích là làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực thông qua việc phá hủy các phương tiện quân sự của Hezbollah và nhiều biện pháp khác. Nguồn tin của tờ Times of Israel cho biết, chúng tôi đang nối tiếp các chiến dịch tiêu diệt chỉ huy Hezbollah Ibrahim Aquin. Tel Aviv có hai mục tiêu chính. Đầu tiên là thể hiện sự răn đe trước Hezbollah và đảm bảo người dân Israel có thể trở về nhà. Mục tiêu thứ hai là làm suy yếu trục Iran. Một quan chức khác nói rằng lực lượng phòng vệ Israel sẽ dừng chiến dịch nếu Hezbollah đáp ứng yêu cầu của Tel Aviv, bao gồm việc rút lui khỏi biên giới phía bắc của Israel. Quan chức này cho biết, đối phương biết rõ yêu cầu của chúng tôi. Nếu họ không thực hiện, chiến dịch của lực lượng phòng vệ Israel sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ sự quan ngại của Nga về tình hình ở Liban. Ông Peskov kêu gọi các bên kiềm chế, nhấn mạnh rằng không được để xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông. Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang nỗ lực để tìm cách giảm căng thẳng tại biên giới Israel-Liban, đồng thời muốn Tel Aviv tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Ông Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa bỏ cuộc, có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để ngăn chặn cuộc khủng hoảng Trung Đông. Trước đó, một quan chức Israel tiết lộ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công bố mục tiêu của chiến dịch tấn công diện rộng của quân đội Israel vào lãnh thổ Liban. Theo quan chức ẩn danh, phát biểu tại cuộc họp của Nội các An ninh Israel vào ngày 23 tháng 9, ông Netanyahu cho hay chiến dịch tấn công quy mô lớn của lực lượng phòng vệ Israel vào nước láng giềng nhằm loại bỏ nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran ra khỏi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. CNN dẫn lời quan chức trên khẳng định Nội các An ninh Israel đã nhất trí tiếp tục nâng cao mức độ hoạt động quân sự mỗi ngày. Người này nhấn mạnh, Tel Aviv nhận thức rõ những rủi ro và sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào, tất cả đều phụ thuộc vào Hezbollah. Tổng tham mưu trưởng Israel Hezi Halevi cho biết thêm, các lực lượng Tel Aviv đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Vị tướng này khẳng định sẽ sớm trình bày chi tiết về những bước hành động tiếp theo đó. Cùng ngày, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel thông báo, Israel gọi chiến dịch tấn công Hezbollah ở Liban là các mũi tên phương Bắc. Lực lượng phòng vệ Israel thống kê đã nhắm bắn hơn 1.600 mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo người Shiite, được Tehran hậu thuẫn ở bên kia biên giới chỉ trong 24 giờ qua. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận Hezbollah đã phóng hàng chục tên lửa vào các cộng đồng ở miền Bắc Israel vào sáng ngày 24 tháng 9.
nhưng quả quyết, hệ thống phòng không địa phương đã bắn hạ phần lớn chúng thành công và chỉ có một số thiệt hại nhỏ về vật chất ở thành phố biên giới Nazareth vì các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Ngày 24 tháng 9, giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn dữ dội, bao gồm một cuộc không kích của Israel tại khu vực phía nam Beirut, trong khi phong trào do Iran hậu thuẫn phóng hơn 100 rocket vào miền bắc Israel. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin an ninh từ Liban cho biết, cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban đã khiến một chỉ huy cấp cao, lãnh đạo sư đoàn tên lửa của phong trào Hezbollah thiệt mạng. Các nguồn tin cho biết, vị chỉ huy thiệt mạng trong vụ tấn công là Ibrahim Kibasi cùng 5 người khác. Thiệt hại này giáng thêm một đòn nữa vào phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn sau hàng loạt thiệt hại dồn dập trong tuần qua. Áp lực đè lên Hezbollah làm gia tăng lo ngại cuộc xung đột dài dẳng suốt một năm qua ở Trung Đông, tập trung ở dải Gaza, sẽ bùng lên thành chiến tranh quy mô lớn và kéo dài. Cùng ngày, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF Herzi Halevi khẳng định, Hezbollah không được phép nghỉ ngơi và chúng ta sẽ đẩy nhanh các hoạt động tấn công ngày hôm nay. Ngày 24 tháng 9, Israel tấn công khu vực do Hezbollah kiểm soát ở thủ đô của Liban trong ngày thứ hai liên tiếp, ngay sau đợt không kích vào hàng loạt mục tiêu ở nước láng giềng. Cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa vào miền bắc Israel. Chính phủ Israel tuyên bố mục tiêu của họ là bảo vệ biên giới phía bắc và đưa người dân trở về nhà. Còn Hezbollah khẳng định sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố sau khi đánh giá tình hình. Tình hình đòi hỏi phải tiếp tục hành động mạnh mẽ trên mọi chiến trường. Theo đánh giá chính thức của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Hezbollah sở hữu hơn 200.000 rocket, súng cối và tên lửa, hàng trăm máy bay không người lái mang thuốc nổ và ít nhất 17 hệ thống phòng không. Trong các cuộc giao tranh suốt 11 tháng vừa qua, Hezbollah đã phóng hơn 8.000 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái vào miền bắc Israel. Chính quyền Liban cho biết 558 người đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel ngày 23 tháng 9, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Bên cạnh đó, 1.835 người bị thương và hàng chục nghìn người khác đã phải sơ tán để tránh bom đạn. Hassan Omar, một cư dân Beirut nói với Reuters, "Chúng tôi đang chờ đợi chiến thắng, nếu Chúa muốn, bởi vì chừng nào chúng tôi còn có hàng xóm như Israel, chúng tôi không thể ngủ yên." Afif Ibrahim, một tài xế taxi đến từ miền nam Liban cho biết, "Họ, tức Israel, muốn chúng tôi, tức người Liban quỳ gối, nhưng chúng tôi chỉ quỳ gối trước Chúa khi cầu nguyện, chúng tôi không cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài Chúa." Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk kêu gọi tất cả các quốc gia và các bên có ảnh hưởng ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa ở Liban. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với MSNBC rằng ông tin vẫn còn có thể tìm thấy một con đường phía trước để hạ nhiệt căng thẳng và đạt được giải pháp ngoại giao. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới giữa Liban và Israel. "Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tránh xa bờ vực. Năng lực tình báo và công nghệ vượt trội của Israel đã mang lại cho họ lợi thế lớn ở cả Liban và dải Gaza. Họ đã truy tìm và ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah và phong trào Hamas. Tuy nhiên, Hezbollah đã chứng minh năng lực phục hồi trong nhiều thập kỷ thù địch với Israel. Được lực lượng vệ binh cách mạng Iran thành lập từ năm 1982 để chống lại cuộc tấn công của Israel vào Liban, Hezbollah trở thành đối thủ đáng gờm với Israel hơn cả Hamas. Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 24 tháng 9, Hezbollah cho biết vừa sử dụng loại tên lửa mới Fadiba trong một cuộc tấn công vào căn cứ quân đội Israel.